Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bồng Bồng TV. Hôm nay mình sẽ vẽ một Pokemon, chính là Pokemon Windy. Các bạn cùng xem mình vẽ nhé. We'll be right back.
Thank you.
đây chính là Pokemon Windy này các bạn nè. Đó, Windy có một bộ lông được màu cát này, thấy rất là đẹp này. Đó, mặt của Windy lộ ra phần mắt và phần tai màu cam đỏ. Dưới này là phần ngửa Windy có thêm vài cái sọc giống như hổ này, nhưng lại có bộ bờm nhìn y hệt sư tử. Đấy, như kiểu hổ lai sư tử ấy. Đây, có hai cặp răng này nhìn rất là sắc nhọn này. Dưới chân nhìn có rất nhìn có bộ lông màu cát vuốt lên nhìn rất đẹp này. Đấy, trên này có một cái đuôi siêu to luôn, to gần bằng người của Windy. Đó. Rồi, để các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, hãy ấn nút đăng ký phía dưới các bạn. Đừng quên nhấn nút cái chuông để nhận được thông báo mới nhé về video của mình. Còn bây giờ, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video. Bye bye.